con cần cần thứ hai. Vào những năm 90 đã có một bức ảnh về một con cần cần đang chờ đợi một cô bé đang sắp chết đói để ăn thịt. Bức ảnh đó được chụp trong nạn đói năm 93 phần 94 ở Sudan bởi Kevin Carter, một nhà báo ảnh Nam Phi, người sau đó đã giành giải Pulitzer cho bức ảnh tuyệt vời này. Tuy nhiên, khi Kevin Carter đang thưởng thức thành tích của mình và được chúc mừng trên các kênh thông tin thế giới vì một kỹ năng chụp ảnh đặc biệt như vậy, anh đã sống chỉ trong vài tháng để tận hưởng thành tựu và danh vọng của mình. Sau đó anh ấy bị trầm cảm và tự giết mình trong cuộc sống. Cơn trầm cảm của Kevin Carter bắt đầu khi trong một chương trình phỏng vấn qua điện thoại, ai đó đã gọi và hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra với cô bé. Anh ấy đơn giản đã trả lời: tôi không chờ đợi để biết sau khi chụp hình vì tôi có một chuyến bay. Người đầu dây bên kia trả lời: tôi nói cho bạn biết, hôm đó có hai con cần cần, một con có camera. Anh ta đã liên tục suy nghĩ về câu nói này, sau đó dẫn đến trầm cảm và cuối cùng anh ta đã tự tử. Kevin Carter có thể vẫn còn sống đến ngày hôm nay và thậm chí còn nổi tiếng hơn nhiều nếu anh ta đón cô bé đó và đưa cô bé đến trung tâm nuôi dưỡng Liên Hiệp Quốc, nơi cô bé đang cố gắng tiếp cận hoặc ít nhất là đưa cô bé đến một nơi an toàn. Hôm nay đáng tiếc đây là những gì đang diễn ra trên toàn thế giới. Tôn vinh sự ngu dốt và hành động vô nhân đạo trước sự tàn phá của thiên nhiên và cuộc sống. Cái tư thế bất nhân là đây. Anh ta có cả thời gian để chụp, nhưng anh ta không có thời gian để cứu mạng bé gái. Bởi vậy tất cả chúng ta phải hiểu rằng mục đích của cuộc sống cũng là chạm vào cuộc sống. Nếu không, bạn cũng là một con cần cần. Trong bất cứ điều gì chúng ta làm, hãy để nhân loại lên hàng đầu. Hãy luôn nghĩ cho người khác và làm thế nào chúng ta có thể mang lại lợi ích cho nhân loại. Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ và gạt đi nước mắt.